Sau bao ngày ăn mừng tiệc tùng quẩy tương bừng tại Argentina, cuối cùng Messi đã trở lại Paris Saint-Germain cùng nụ cười không thể tươi hơn. Với chức vô địch World Cup 2022, El Pulga đã đến đỉnh cao vinh quang của đời cầu thủ. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện công việc của Messi đã kết thúc. Siêu sao người Argentina vẫn còn đó những cột mốc vĩ đại khác để chinh phục. Một trong số đó chính là lên đỉnh châu Âu cùng Paris Saint-Germain. Như lời tuyên bố của Messi trong ngày chính thức đặt bút ký hợp đồng với đội bóng nước Pháp: "Mục tiêu của tôi là được nâng cao chiếc cúp Champions League thêm một lần nữa. Dường như tôi đang ở đúng nơi có thể làm được điều đó." Một nghi vấn được đặt ra là Messi sẽ thể hiện ra sao sau những ngày ăn chơi nhảy múa hậu World Cup. Liệu anh có thể giữ được phong độ thăng hoa trên đất Qatar vừa qua hay không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng chúng ta có thể nhìn về quá khứ một chút, về những màn trình diễn của Leo sau mỗi kỳ World Cup, và chúng ta sẽ nhận ra chúng đều có một điểm chung. Ngày hội trên đất Đức chứng kiến màn chào sân của Leo Messi tại đấu trường bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Dù không phải ngôi sao lớn nhất trong đoàn quân Albiceleste khi đó, nhưng El Pulga sau chiến tích lên ngôi cùng Barcelona tại Champions League mùa 2005-2006 nhận được sự kỳ vọng không nhỏ từ người hâm mộ. Messi lần đầu bước ra sân chơi World Cup với trận đấu gặp Serbia và Montenegro. Maradona, người có lẽ háo hức nhất với màn ra mắt của Messi, đã hô vang tên anh từ phòng VIP của sân Gelsenkirchen Arena. Chỉ trong 15 phút vào sân, Messi đã kịp ghi một bàn và đóng góp một kiến tạo cho Hernan Crespo. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại World Cup tính đến thời điểm đó. Tuy Argentina phải dừng bước trước Đức tại tứ kết, nhưng với cá nhân Messi, anh đã có màn chào sân vô cùng ấn tượng. Trở về câu lạc bộ sau kỳ World Cup trên đất Đức, Messi không còn là siêu dự bị tại Barcelona. Anh được xếp đá chính thường xuyên trong màu áo Blaugrana, mang áo số 19. Anh dần khẳng định mình là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền đạo cánh phải, tạo thành bộ ba tấn công với Ronaldinho và Samuel Neto. Mùa 2006-2007, trong khi Barcelona bắt đầu sa sút phong độ, Messi 19 tuổi đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 17 bàn thắng, 3 kiến tạo trong 36 lần ra sân cho Barcelona ở mọi đấu trường. Nếu El Pulga không gãy cổ xương chân và phải ngồi ngoài 3 tháng, những chỉ số này đã lung linh hơn. Cũng trong mùa giải này, Messi lập hat trick đầu tiên cho Barca. Càng tuyệt vời hơn khi đó là 3 bàn thắng vào lưới Real Madrid trong trận El Clasico. Và anh trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này sau 12 năm, gỡ hòa sau mỗi bàn thắng dẫn trước của Real Madrid để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3 đều ở phút bù giờ. Chưa dừng lại ở đó, cũng trong mùa giải này, Messi đã tái hiện hoàn hảo siêu phẩm của Maradona vào lưới tuyển Anh ở World Cup năm 1986. Messi nhận bóng với cánh phải gần nửa đường biên, chạy bứt tốc 60m và vượt qua 5 hậu vệ trước khi ghi bàn thắng bằng một cú dứt điểm chéo góc, giống như Maradona đã làm. Sau khi Ronaldinho sa sút phong độ, Messi dần trở thành ngôi sao của Barca khi mới 20 tuổi, nhận được biệt danh đấng cứu thế từ giới truyền thông Tây Ban Nha. Những nỗ lực của anh trong năm 2007 giúp anh có được sự công nhận tại các giải thưởng. Các nhà báo đã bầu chọn anh là cầu thủ xuất sắc thứ 3 quả bóng vàng châu Âu năm 2007, sau Kaká và Cristiano Ronaldo. Khác với kỳ World Cup trên đất Đức, ngày hội bóng đá tại Nam Phi lại là những ký ức buồn của Messi. Khoác lên người chiếc áo số 10 được dẫn dắt bởi chính Maradona, Messi là ngôi sao sáng nhất và là hạt nhân chính trong lối chơi của Albiceleste thời điểm đó. Tại vòng bảng, Argentina đã thể hiện được sức mạnh bằng cách vượt qua những đội tuyển như Nigeria, Hàn Quốc và Hy Lạp. Tiếp đó, trong vòng 16 đội, Argentina dễ dàng đánh bại Mexico với tỷ số 3-1. Messi để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Tevez mở tỷ số. Tuy nhiên, trong trận đấu tứ kết, Argentina đã thua tan nát 0-4 trước tuyển Đức. Trận đấu đã phơi bày những yếu kém trong sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Maradona triển khai cho Argentina. Còn Messi không thể hiện được những gì hay nhất như anh làm được tại Barcelona. Không bàn thắng, một kiến tạo là những thông số Messi có được sau 5 trận đấu tại World Cup 2010. Khi trở về quê nhà, Messi là đối tượng bị chỉ trích gay gắt hơn cả. Là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển đến chức vô địch, giống như Maradona đã làm vào năm 1986. Nhưng anh đã không thể lặp lại màn trình diễn của mình tại Barcelona trong màu áo đội tuyển quốc gia, dẫn đến thông tin cho rằng anh quan tâm đến tổ quốc ít hơn câu lạc bộ chủ quản. Người ta càng có cái cớ để tin vào điều đó khi mùa giải 2010-2011 chứng kiến phong độ quá thăng hoa của M10 trong màu áo Barcelona. Messi giành được danh hiệu đầu tiên cùng Barcelona trong mùa giải năm đó bằng việc lập một hat-trick trong chiến thắng 4-0 lượt về siêu cúp Tây Ban Nha trước Sevilla sau thất bại ở lượt đi. Và có ai quên được trận siêu kinh điển ác mộng của Real Madrid ngày 29 tháng 11 năm ấy? Dù không ghi bàn, nhưng Messi là nhân tố quan trọng nhất trong trận thắng 5-0 ở Barcelona. Càng đau hơn cho đội bóng Hoàng gia khi đó là trận El Clasico đầu tiên mà Real Madrid được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jose Mourinho. Messi đã giúp đội bóng có được 16 chiến thắng liên tiếp, một kỷ lục của bóng đá Tây Ban Nha, kết thúc với một hat-trick khác vào lưới Atletico Madrid vào ngày 5 tháng 2 năm 2011.
Màn trình diễn ở câu lạc bộ của Messi trong năm 2010 đã giúp anh giành được quả bóng vàng FIFA đầu tiên trong sự nghiệp. Vào cuối mùa giải, Barcelona đã chơi 4 trận El Clasico trong khoảng 18 ngày. Một trận đấu vào ngày 16 tháng 4 đã kết thúc với tỷ số hòa sau một quả phạt đền thành công từ Messi. Sau khi Barcelona thua trận chung kết Cúp Nhà Vua 4 ngày sau đó, Messi đã ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của đội bóng ở bán kết lượt đi Champions League tại Madrid. Trận hòa lượt về là đủ để Messi và các đồng đội tiến vào chung kết tại Wembley, nơi họ đối đầu với đối thủ năm nào Manchester United. Đây chính là trận đấu khiến Sir Alex Ferguson phải run rẩy hai tay khi chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Barcelona mà nhân vật chính vẫn là Leo. Messi là người đưa Barcelona vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2 với cú sút xa không thể cản phá. Không chỉ ghi bàn, Messi là nguồn cảm hứng đáng kể trên hàng công của đại diện Tây Ban Nha, khiến Quỷ Đỏ chịu thất bại thứ hai trước Barca trong hai trận chung kết. Chức vô địch Champions League giúp Barca hoàn tất cú ăn 3 mùa giải năm ấy. Riêng Messi kết thúc mùa giải với 53 bàn thắng và 24 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của Barcelona. Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, Messi đã có mọi danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ câu lạc bộ. Giờ đây, anh cần mang vinh quang về cho quốc gia, cho dân tộc. Giải đấu trên đất Brazil chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời của El Pulga. Mang chiếc băng đội trưởng trên tay, anh mở màn giải đấu bằng một pha lập công trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia Herzegovina, sau đó là một bàn vào lưới Iran và cú đúp trước Nigeria, đưa Argentina lên ngôi đầu bảng. Messi đã kiến tạo bàn thắng muộn trong hiệp phụ mang về chiến thắng 1-0 trước Thụy Sĩ ở vòng 16, trước khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 trong trận tứ kết với Bỉ, giúp Argentina tiến đến bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1990. Sau 120 phút hòa không đều, Argentina loại Hà Lan 4-2 trong loạt sút luân lưu để vào chung kết. Chính Messi là người thực hiện thành công quả đá đầu tiên cho Argentina. Giấc mơ World Cup đã rất gần với Albi Celeste, gần với Messi. Thế nhưng trong trận chung kết với đội tuyển Đức, Argentina đã không thể tìm được chiến thắng. Messi đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm lên khung thành của Neuer nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Ánh đèn tại vũ đài Maracanã hôm ấy lại thuộc về Mario Götze với pha chạm bóng đưa tuyển Đức đến với ngôi vô địch lần thứ tư. Còn Messi tuy nhận được danh hiệu quả bóng vàng World Cup, nhưng hình ảnh số 10 của Argentina buồn bã ngước nhìn chiếc cúp vàng đã ám ảnh người hâm mộ trong quãng thời gian rất dài. Trở về câu lạc bộ sau kỳ World Cup đầy tiếc nuối trên đất Brazil, Messi tiếp tục thăng hoa cùng Barcelona. Messi cùng Neymar và Suarez tạo thành tam tấu MSN hủy diệt cả thế giới, góp công lớn đưa Barcelona có lần ăn ba tiếp theo. Mùa giải 2014-2015, anh ghi 58 bàn cho gã khổng lồ xứ Catalan trên mọi mặt trận, trong đó không thể nào quên được siêu phẩm ở lưới Bayern Munich ở lượt đi bán kết Champions League. Lionel Messi còn lập nhiều kỷ lục bàn thắng sau khi có hat-trick ở trận gặp Sevilla ngày 22 tháng 11 năm 2014. Anh vượt qua thành tích của huyền thoại tên Mozara để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử La Liga. Tháng 8 năm 2015, Messi vượt qua Ronaldo và Suarez để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Giải đấu trên đất Nga được xem như kỳ World Cup đáng quên nhất sự nghiệp của Leo. Argentina dự giải với một đội hình quá thiếu chất lượng và mình Messi là không đủ để gồng gánh cả tập thể. Messi có màn khởi đầu không thể tồi tệ hơn khi sút hỏng quả penalty, khiến Argentina bị Iceland cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Sau đó anh gần như tàng hình khi Argentina bị Croatia đè bẹp. Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, nỗ lực hiếm hoi của cá nhân Messi đã mang về bàn mở tỷ số cho Argentina trước Nigeria, nhưng phải nhờ tới bàn thắng muộn màng của Rojo, Albi Celeste mới giành được quyền vào vòng 1/8. Và trong trận đấu với Pháp, Messi bị lu mờ bởi chàng trai 19 tuổi Kylian Mbappe bên phía tuyển Pháp. Anh cùng Argentina rời giải trong sự thất vọng của người hâm mộ Albi Celeste. Và như một thói quen, anh lại về câu lạc bộ và tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên trở thành đội trưởng của Barcelona. Messi tiếp tục chứng minh mình là sao sáng nhất của đội chủ sân Camp Nou. 36 bàn trong 34 lần ra sân, Messi có năm thứ 3 liên tiếp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất La Liga, đồng thời cân bằng kỷ lục của huyền thoại tên Mozara. Không có đối thủ ở La Liga và 5 giải vô địch quốc gia châu Âu, Messi còn thống trị ở khoản ghi bàn tại Champions League. Với 12 bàn trong 10 trận, Messi là chân sút xuất sắc nhất ở giải đấu danh giá nhất lục địa giả mùa 2018-2019. Không chỉ ghi bàn nhiều nhất La Liga, Messi còn là vua kiến tạo ở giải đấu này với 13 pha dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Quan trọng hơn cả, Messi đã dẫn dắt Barcelona giành chức vô địch La Liga mùa giải năm đó, cũng là chiếc cúp La Liga thứ 10 của Messi và đỉnh cao không gì khác ngoài danh hiệu của bóng vàng thứ 6. Có thể thấy sau mỗi kỳ World Cup, Messi lại thi đấu cực kỳ thăng hoa cho màu áo câu lạc bộ. Đây là mùa giải đầu tiên Messi trở về đội bóng chủ quản với vị thế nhà vô địch thế giới. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lại được chứng kiến El Pulga thăng hoa ra sao cho màu áo của Paris Saint-Germain. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.